Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Thạch Hạo nhờ dung hợp cái giọt máu thần bí kia vào người Sau đó thì hắn ra tay đánh nhau mà trấn áp lại bất hủ an lan luôn Về sau đánh một thời gian dài thì mặc dù hắn gần giết được cái tên đó rồi Nhưng mà rút cuộc thì giọt máu, năng lượng của giọt máu trong cơ thể Thạch Hạo bắt đầu tiêu tán rồi Vì vậy mà Thạch Hạo rút về cũng may mà lúc đó cái vị vương cuối cùng Trong tòa đế quan nguyên thủy đã trấn áp xuống Hồng kêu bằng uh, Thân tử đạo tiêu kiêu bằng Kêu bằng sao ta Liều cái thân mình liều cái mạng của hắn Để uh, trấn áp hai người uh, An Lan với Du Đà um, Thì um, Mà trước khi hai cái tên này bị trấn áp Thì cái tên An Lan Đã ra tay thọt vào trong uh, Cửu thiên thập địa Vượt qua giới rồi thọt vào cửu thiên thập địa Rồi tìm tội cái thứ gì đó không biết Đến cái ba ngàn châu, một tay hắn tấm gọn ba ngàn châu luôn Kéo trở về luôn Mà trong ba ngàn châu đó thì mọi người biết rồi đó Có ba mẹ, ông nội nè Rồi có vợ của Thạch Thạo là Hỏa Linh Nhi nữa Bị cuốn theo đó Nhưng mà Thạch Thạo liều mình ra tay thì chém rớt được một mảng của cái ba ngàn châu xuống Không biết là người thân gì ở trong đó thì chưa biết Nhưng mà còn Hỏa Linh Nhi thì lại đang ở trong tay của cái tên An Lan Và bị kéo vào trong cái... À, cái cái thiên nguyên để bị phong ấn trong trong cái vũ trụ đó luôn rồi bị không gian đó rồi thì từ đây thạch thạo coi như là chia tay với hỏa linh nhi rồi đó diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp tập 376 được mang tên là vô thương của bộ truyện thế giới hoàng mỹ tác giả thường đông diễn đọc lách chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người dầu lửa nở rộ trôi giạt theo gió cuốn, cả trời đều là mưa hoa màu đỏ. Cánh hoa bóng loáng như thủy tinh và đỏ tươi như bị nhúm máu không ngừng bồng bềnh xuống dưới. Thà thạo giang tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, thế nhưng chẳng có gì cả. Những cánh hoa đỏ sậm rơi xuống và vỡ nát hóa thành mưa ánh sáng. Phía trước thiên uyên, ngay giữa sa mạc vô ngừng, bên dưới khí tức của vườn bất hủ đang ngập tràn lan tỏa. Vì mà cánh hoa, vì mà hóa tan thụ, phàm là những thứ rơi xuống thì đều là hóa thành mưa bụi. Thạch thảo hét dài tựa như giả thú bị thương, mái tóc đen đầy đầu rối loạn, hai mắt đỏ ngầu, luồng bi phẫn không ngừng được phát tiết. Hắn hét lớn đầy oai hùng khiếp người, cả người hóa thành một vệt sáng giết thẳng tới trước khiến cho cả trời cao vạn cổ chấn động theo. Thời khắc này khí tức của hắn là tuyệt thế, là mạnh mẽ, không gì sánh được sức chiến đấu tuy rằng đang suy yếu, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến một trận với vương bất hủ. An Lan, người nạp bán đi! Thạch Thảo hét lớn, khí thùng vạn dặm, khí tức hủy diệt lan tràn. Hắn chém thẳng ra một chiêu kiếm, bổ ra đại dương màu đỏ kia như muốn tiến vào bên trong thiên uyên đầy hỗn loạn ấy, muốn chặn đứng An Lan và muốn đoạt lại tội châu. Nơi đó là có hậu nhân tội huyết, có hậu duệ của phong vương giả, càng có người mà hắn đang để tâm, Yeah. thạch thạo dùng hết mọi khả năng một chiêu kiếm chém đoạn thiên uyên quá mức ngông cuồng khủng khiếp cũng chính vì thế nên đã phải trả cái giá cực cao nơi đó là đại dương của trực tự quy tắc đầy trời xích thượng đang dệt đỏ tươi khắp chốn tựa như là biển máu cuồn cuộn chỉ vừa mới tiếp cận thì hắn đã gặp phải việc cắn trả rồi <laughs> thạch thạo ho ra đầy máu tươi Tươi rằng hắn đã chém ra thiên uyên đã nhìn thấy được bóng lưng của an lan Thế nhưng bản thân cũng phải đánh đổi rất là nhiều. Đỉnh lớn ngang trời quay vùng quanh hắn, sinh linh bên trên đỉnh đầu lơ lửng vạn vật mẫu khí không ngừng kết ứng và tạo thành một cái vùng độc lập, ngăn cách lấy biển trật tự đang hỗn loạn kia. Hắn đang hô hấp giúp thạch Thạo Dù đà an lang phản kích, bọn họ muốn tiến về lại dị vực, thế nhưng khi thấy thạch hạo dám xông lại thì toàn lực xuất thủ. Đồng thời đáng sợ nhất chính là năm tờ pháp chỉ không ngừng phát sáng và cuồn cuộn ra uy thế vô thượng đó là tổ thuật của vương bất hủ đang được giải phóng vàng dội cả cổ kim cô vương bất hủ âm thầm ở lại dị vực chân thân không hề tới đây thế nhưng thượng thông chí cao của bọn họ lại hóa thành dấu ấn và sớm phong ấn tiến vào trong các tờ pháp chỉ này lúc đốt cháy thì cũng chẳng khác khi chân thân giáng lâm là mấy bọn họ không xuất hiện chính là đang tránh né sự cắn trả tựa như nguyền rủa kia bởi vì thiên uyên là sự chuẩn bị cho bọn họ tháp chính tầng xuất hiện và chìm nổi lơ lửng khí tức trường tồn vạn cổ lưu chuyển tựa như là đang từ cái thời đại đế cũng chết lan tỏa tới đây bạo phát ra uy năng vô tận nó đang bảo vệ thạch hạo đang bùng nổ theo thạch hạo bị đánh văng ra ngoài ngay cả bản thân của hắn cũng ho ra đầy máu tươi thiên uyên rất thần bí vương bất hủ mạnh mẽ tuyệt thế gặp mấy người kia ra sức ngăn cản nên hắn cũng vô lực truy sát theo <laughs> Thà thảo hét lớn tựa như là nổi điên, mái tóc đầy đầu đen kịch như mực tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như điện. Giờ khắc này ngay trước thiên nguyên kia và dùng hết toàn bộ sức mạnh để ra tay lần nữa, phù văn hừng hực, tiên quan bốc cháy nhấn chìm lấy hắn. Trời lông đất lở, quỷ khóc tiên gào, gió trời vù vù, cả thế gian chấn động mạnh. Đây tựa như muốn diệt thế, sa mạc vô ngừng cuồn cuộn, thiên nguyên sụp đổ, Thạch Thảo gầm nhẹ rồi hóa thành ma thần vô địch, lần nữa tiến thẳng vào trong thiên uyên, chém thẳng về phía đại dương màu đỏ tươi phía trước, giết thẳng tới vương bất hủ An Lan. Là đang liều mạng, chỉ là phương hướng ở dị vực cũng truyền tới tiếng gầm nhẹ, tựa như có mấy vương giả cái thế thức tỉnh và lan tỏa uy phong thông thiên động địa. Tiếng sấm ầm ầm, vài luồng ánh máu xông thẳng tới trời cao, nằm tờ pháp chỉ kia rung rung rồi vỡ nát toàn bộ. Chúng bắt đầu thiêu đốt và lộ ra khí tức của bất hủ vương huyết dấu ấn do cường giả cái thế lưu lại được kích hoạt năm tờ pháp chỉ bốc cháy và muốn hủy diệt và điều này cũng mang ý nghĩa rằng đó là đòn đánh cuối cùng cũng là đòn đánh mạnh nhất thiên uyên rung lên bần bực đại dương màu đỏ bao phủ sóng biển ngập trời ánh sáng rực rỡ bùng phát pháp tắc đáng sợ đang dệt chư thiên không ngừng rung rẩy dưới bầu trời là vạn linh lạnh rung đây là cái loại khí thế diệt thế mà ở nơi này cơn bão pháp lực to lớn tuôn trào, không gì sánh được, vượt xa dĩ vãng. Bất kể là trên đế quan hay là đại quân của dị vực, không thể thấy và không thể biết được giữa chiến trường đang phát sinh ra chuyện gì. Nếu không phải đại dương pháp tắc màu đỏ kia nhấn chìm và bao phủ tất cả, thì đế quan tuyệt đối không tài nào giữ vững được, sẽ trở thành phế tích. Mà trăm ngàn vạn địa quân dị vực cũng sẽ hóa thành bụi rừng, một đoàn cuối cùng tựa như khai thiên tích địa vạn vật trong trời đất mơ hồ khí hỗn độn khuất tán cũng không biết trôi qua bao lâu thì mọi người mới nhìn thấy được phía trước thiên nguyên có một người toàn thân là máu lão đảo xiên vẹo lùi về sau sức chiến đấu của giọt máu kia đã giảm tới cạn kiệt rồi bóng người lơ lửng tháp chín tầng ở trên đỉnh đầu sáng tối chập chờn con cương giả cùng với chiếc đỉnh đầy bí ẩn kia cũng mơ hồ không rõ trước thiên nguyên tâm tình của thạch hạo chập chờn kịch liệt ngửa mặt gầm thét phát tiết cảm xúc hắn tựa như là một con sói cô độc đang hú gọi đêm trăng có một thân pháp lực tuyệt thế nhưng lại không thể cứu vãn được cái gì hắn không thể nào vượt qua được thiên nguyên chia cách mấy vị vương bất hủ ngăn cản biện pháp tắt màu đỏ chia lìa hai giới hóa liên nhi thạch thạo nắm chặt nắm đấm con mắt đỏ đậm tóc đen rối bời không cam lòng cùng tuyệt vọng Trước đây không lâu hắn mơ hồ nhìn thấy được ở biên giới của đại địa tội châu kia liên miên hỏa tan thủ đang có một bóng người đang đứng ở phía rìa bìa rừng đỏ ửng ngóng nhìn hắn. Đưa bàn tay nhỏ tới thế nhưng lại không đủ với tới phía bờ bên này. Lúc đó pháp lực của hắn đang ở mức cái thế có thể chiến cùng vương bất hủ một trận có thể tranh đấu với người mạnh nhất huy hoàng ở đỉnh cao nhất. Nhưng mà ngay cả hồng nhan mà hắn cũng không thể bảo vệ được chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị xương tay to lớn kia bắt đi kể cả tội châu cũng bị tóm sang bên dị vực. Một mình nàng canh giữ ở bì rừng hỏa tan, sương sớm thấm ướt áo quần. Khuya muộn đạp bước chiều tà, yên lặng chờ đợi hắn trở về. Năm tháng theo nước trôi, nhưng mà nhiều năm rồi vẫn không thấy người về. Khi thạch thạo nghĩ tới những chuyện này thì nắm chặt nắm đấm, muốn thét thật dài. Ly biệt đã nhiều năm là như vậy, hắn rất muốn gặp lại, thế nhưng trước sau không thể thành. Vừa nãy thật là nàng sâu vội vã thoáng nhìn lại nhưng lại là chia lìa ngăn cách bởi hai giới không thể nào gặp lại đối với thạch hảo thì đây là sự tiếc nuối vô tận từ xa nhìn lại thế nhưng cũng không thể thấy được cái gì há lại như vậy thạch hảo hét lớn tầm có chùa xót mang theo thất vọng tràn trề ước ao có thể vụt ngang trời cao xé rách bầu trời đánh tới Cách nhau hai giới, dù cho hắn có một bước lên trời sử dụng toàn bộ chân ý cung bằng, thế nhưng hồng nhan lại tháng năm trôi theo dòng nước, năm tháng vô tình, hắn có thể cứu vãn được cái gì? Không thể nào sửa được. Thiên địa vỡ tan, thà thảo vung kiếm xé rách thương vũ, kiếm khí hàng vạn chém phá trời cao. Nhưng mà như trước, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, tâm lực không còn. Thường vong thời loạn lạc đã xóa đi không biết bao nhiêu thiên kiêu tranh giành mệnh trời ngọn lửa chiến tranh cuồn cuộn đây nhất định sẽ là một đại thế rất kịch liệt thạch thảo đứng yên tại chỗ trong đôi mắt ngọn lửa vô tận đang bốc cháy hừng hực hắn đang khát vọng sức mạnh hắn muốn có năng lực để có thể độc đoán thiên địa thạch thảo gầm nhẹ ánh mắt đỏ tươi như giả thú bị thương tiếng rít gào không ngừng nghỉ hai tay dùng sức nắm chặt khiến cho các đầu ngón tay đều trắng bệch cánh hoa dâu lửa đầy trời tan biến người ấy cũng đã rời đi náo loạn bùng cháy chiến tranh loạn lạc thiên hạ nơi nào là nhà thạch hạo gầm thét ánh lửa trong ánh mắt bùng cháy đốt trụi hư không phù văn tội huyết trên trán đánh nứt bầu trời hắn tự như là một vị ma chủ thức tỉnh ngập tràn sát khí tận trời một hạt giống được chung vùi xuống hắn muốn lột xác dương kích đánh vương bất hủ Càng muốn đón đánh năm tháng tầm tối nhất đang kéo tới kia khi hắn trầm tĩnh trở lại thì tháp chính tầng cũng như đỉnh lớn kia đều đã biến mất hai cường giả cũng chẳng thấy đâu tất cả đều đã hóa thành mưa ánh sáng rời đi đại pháp hắn hóa tự tại đã mất đi hiệu lực phương hướng ở dị vực bàn tay xương trắng lớn của an lan cũng đã hiện ra lại huyết nhục trong mắt của hắn lạnh lùng như tiên kiếm đâm thủng thiên uyên và nhìn chằm chằm về phía đối diện tiếp đó bàn tay của hắn vang ra muốn lướt ngang qua thiên uyên không thể biển trật tự sâu trào, lực sát thương đã cao tới mức cực hạn không thể nào khuấy động được nữa rồi đây là đại dương pháp tắc chuyên nhằm vào ngư giờ và ta dù đà lên tiếng nhưng mà an lang không hề nghe lời bởi vì hắn đã nhìn thấy đại pháp hắn hóa tự tại của thạch thạo mờ tối sức chiến đấu gần như suy kiệt có thể giết chết hoang bàn tay lớn ấy tìm kiếm đại dương màu đỏ sụp sôi đáng sợ nhất chính là những mảnh vỡ của đế thành nguyên thủy bay lượn đi kèm là một bóng người đang ngồi tụng kinh nơi ấy và tiếp đó là nổ tung giữa thiên nguyên pháp tắc đang dệt và trở thành vĩnh hằng An Lan khẽ rên một tiếng, trong miệng phun ra đầy máu tươi, toàn bộ huyết nhụn trên cánh tay của hắn bông chốc ra. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành xương khô, lúc này hắn nhanh chóng thu hồi lại. Nhưng mà vẫn gặp phải đòn đánh rất nghiêm trọng, một đường nhân quả vô cùng ống ánh kèm theo tia sáng từ trên xương cánh tay lan tràn, hông tiến vào cơ thể của hắn. Răng rắc, An Lan lạnh lùng quyết đoán và dứt khoát, một tay còn lại của hắn nắm đầu ấn rồi dốc lấy đường nhân quả này, chém bay cái chùm ánh sáng đó để trị liệu pháp thể. Thiên địa rung lên bần bực, thiên nguyên trở thành biển lửa đỏ ngầm, ngàn tỷ phù văn đốt cháy. Mấy trăm năm sau thì sinh linh bất hủ cũng không thể xông qua được nữa, trừ khi ngọn lửa nhân quả này bị dập tắt. Có người nói, rừng hỏa tan là ở hỏa châu chứ không phải ở tội châu, họ đã nhớ lầm rồi đó. Ban đầu rất nhiều văn thư ghi lại từng hỏa tan nằm ở tội châu, không tin người có thể tra là ra thôi chỉ là trong một đoạn văn thư đã lỡ bút ghi như vậy nhưng lúc đó mọi người đều hiểu rằng vùng đất hỏa quốc là của tội châu à, lát chú thích xíu nha đọc xong đoạn này thì lát mới nhớ hình như là lát nhớ nhầm rồi à, thì tội châu là một cái châu riêng nữa à, chỉ có hỏa linh Nhi ở đó thôi còn cái nơi mà ba mẹ của thạch thạo cũng như ông nội thạch thạo thì hình như ở một cái châu khác của ba ngàn châu á nhưng không nhớ cái tên là châu gì nữa trong ba ngàn châu đó chia ra từng châu nhỏ châu nhỏ nữa quên rồi tiếp tục nha thiên địa yên tĩnh thạch thảo đứng thẳng nơi đó hết thảy đều kết thúc rồi sao cuộc chiến hai giới đã có một kết thúc rồi nhưng mà người từ trần người biệt ly không gặp từ đây đó là sự tiếc nuối cả đời cũng như cả thương cảm thạch thảo không một lời nào vô cùng trầm mặc thiên nguyên sớm đã rạn nước và bốc cháy nơi đó có đại dương màu đỏ là biển quy tắc có ngọn lửa nhân quả hừng hực ngăn cách hai giới trong đó có tiếng tụng kinh có tiếng nổ mạnh còn có tiếng la giết của chiến tranh Thạch Thảo bị đánh thức rồi chợt ngẩng đầu nhìn về trước. Bên trong biển trật tự màu máu ấy là đế thành nguyên thủy nổ tung và bốc cháy. Ngoài ra nơi ấy còn có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, thân thể càng ngày càng phai mờ cho tới khi hoàn toàn biến mất mới thôi. Vị vương còn sống sót cuối cùng trong bảy vương đã qua đời, thân thể thành không, nguyên thần tịch diệt. Chính vị này đã làm nổ tung nơi đây, đã khiến đế thành nguyên thủy rơi vỡ, thiên nguyên nổ tung, như vậy mới thành công cho vụ trấn áp cuối cùng thời gian cũng không dài lắm, hoặc có thể sẽ là vài trăm năm sau thì biển pháp tắc ấy sẽ biến mất. Mà thứ này cũng là một phần cuối cùng mà người có thể tận khả năng làm được. Tiếng kêu giết rầm trời, đó chính là anh linh bất diệt của đế thành nguyên thủy đang gào thét gầm rú, mang theo sự huy hoàng đã có thể trở về trong ngọn lửa hừng hực ấy và sắp sửa cũng sẽ lại tan thành mây khối. Đế thành nguyên thủy đã diệt sạch. Tộc nhân! đều đã chết cả rồi. <laughs> Trên tường thành đế quan, một đám trẻ nhỏ khóc đống. Đây là một màn cuối cùng mà bọn nó nhìn thấy. Cổ thành đã nuôi dưỡng bọn chúng đã bị hủy, toàn bộ người thân đều đã chết trận. Từ cổ chí kim, tòa thành trì này vẫn luôn ở phía trước nhất để trấn thủ biên hoang. Bây giờ nó bốc cháy gần như không còn gì, biến mất bên trong sự vinh quang. Thành còn người còn, thành vong người vong, những người ấy những gia tộc ấy đã cố gắng giữ vững lời hứa của mình toàn bộ linh hồn quy về chiến trường máu huyết anh linh nhiễm xuống trong thành thạch hạo nhìn tất cả những thứ này rồi thu lại thương cảm đồng thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo rừng hỏa tan đã rời xa đế thành nguyên thủy cũng đã sụp đổ những thứ này không hề khiến cho hắn chán chường gì cả mà thay vào đó là khiến cho đấu chí của hắn càng hùng hồn không gì sánh được hơn ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn đây chính là tiếng hò hét trong lòng của hắn. Hắn phải càng mạnh mẽ hơn, muốn dương lên ý chí công bằng hồng vọt thẳng trời cao. Một tiếng thở dài mang theo vẻ ủi oải, mang theo ủ rũ bên dưới thiên uyên. Bên trong phù văn ánh lửa đỏ ngầm, vị vương cuối cùng kia cứ như vậy mà tiêu tán. Không có thứ gì lưu lại cả, phong vương giả kết cục như vậy. Cũng không còn một ai nữa. Đây là sự kết thúc của một thời đại đã từng huy hoàng, đã từng lấp lánh. Năm xưa, một nhóm anh kiệt ngút trời ở đế thành Nguyên Thủy, cũng dựa vào công lao của mình để được phong vương, hào quang chiếu sáng cả thiên hạ khiến các tộc kính ngưỡng. Cuối cùng năm tháng dần trôi, vạn cổ thành khối, những bộ tộc vĩ đại này lần lượt lu mờ và tiêu vong. Những gia tộc từng có công lao to lớn đều chết hết, là sự kết thúc của một thời đại. "Ta muốn phong vương!" Thạch Thảo hét lớn đây cũng chẳng phải ngông cuồng gì cả mà là một loại tự tin mang theo sát khí. Tất cả mọi người đều biết, phong vương mà hắn hét lớn là thứ gì? Chính là xây dựng lại từ trong phế tích là muốn giết địch để được phong vương. Các tộc sa súc, hậu duệ của phong vương giả hiện giờ đã phân tán khắp nơi, từ lâu không còn sự huy hoàng của năm xưa nữa. Rất nhiều người đều bị nhận định là hậu duệ tội huyết, quân sáng bị chém sạch. Lời hò hét của Thạch Thảo là sự tức giận cũng là sự không cam lòng cùng với ý chí khí thôn sơn hạ của hắn. Hắn không chỉ muốn giết địch mà còn muốn danh chính ngôn thuận cọ rửa sạch sự sỉ nhục của tội huyết. Có vài người cần phải trả cái giá thực lớn vì gây nên chuyện này. Những người từng có công lao to lớn, những sinh linh từng bảo vệ một giới này, những đời sau của bọn họ, những người kế thừa dòng máu ấy, có thể nào lại trở thành hậu duệ tội huyết chứ? Có lỗi, sai hoàn toàn, cần phải sửa lại. Thà Thảo tiến về phía đế quan vừa đi vừa lão đảo với cái tấm thân đầy suy yếu. Cuộc đại chiến trước đây không lâu tuy rằng đã vận dụng đại pháp hắn hóa tự tại, mượn dùng sức chiến đấu của người khác thế nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy hư thoát. Không thể không nói, đại pháp hắn hóa tự tại vô cùng nghịch thiên. Tới lúc này thì Thà Thảo vẫn còn đang suy nghĩ, đó là cái loại bí pháp như thế nào lại có thể biến sức chiến đấu của người khác sang cho mình, diễn dịch ngay ở đương đại, quả thực là không cách nào lý giải được vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hóa tới tự tại, hóa tới bí thuật vô địch, nghịch thiên tới mức tận cùng. Xoẹt! Bên trên đế quan có một vệt sáng lao tới bao phủ lấy thạch thạo, cứ như vậy cuốn hắn vào trong thành. Bởi vì có không ít người lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao giọt máu kia đã biến mất rồi, vạn nhất vương bất hủ lần nữa cưỡng ép tấn công, lúc ấy hoàng coi như tiêu đời. Sau khi thạch thảo xuất hiện trong thành thì một đám người lao tới, có hoang hô, có hét lớn, đó chính là đám người trẻ tuổi. Thác cổ ngự lông, tàu vũ sinh, nhất bổng lấy hắn lên rồi hét lớn. Trận chiến thắng này quá gian nan và cũng quá kinh khủng. Việc ngăn cản vương bất hủ đã là một đại công lao kinh thế rồi. Thạch hạo được thả xuống và rất nhiều người không ngừng tiến tới ôm chầm lấy hắn. Lúc này ngay cả thanh y, ma nữ cũng không còn căm thù lẫn nhau nữa mà đều như mọi người, đều dành cho hắn cái ôm thật nhiệt tình. Ngay cả thượng sát của Nguyệt Thiền cũng rất là phức tạp lẳng lặng đứng gần bên quan sát. À, mạnh thiệt đấy nha, ngươi thật sự là nhóc thạch hạo, thật sự lò hang sao? Thái âm ngọc thỏ là hét nghi ngờ thạch hạo, nàng không ngừng nặng nhào cái gò má của hắn để kiểm chứng. Nơi đây vui mừng, náo nhiệt khắp chốn. Thạch hạo có mừng vui và cũng có thương tâm. Tuy rằng tạm thời đã ngăn chặn được sinh linh bất hủ, thế nhưng mà đại họa sớm muộn gì cũng sẽ tới. Đồng thời trận chiến ngày hôm nay hắn cũng đã đạt được thứ gì đó và cũng như mất đi thứ gì đó, vài người có thể sẽ cả đời không thể gặp lại nữa khi nghĩ tới những chuyện này thì trong mắt thạch thạo dấy lên vẻ thương tâm dù cho sớm đã bùng cháy chiến ý thế nhưng khi nghĩ tới tội châu nghĩ tới những người kia nghĩ tới rừng hỏa tan thì hắn khó mà bình tĩnh được rất muốn ngửa thẳng mặt mà thét dài thạch thạo thở dài mắt cây miệng đắng cùng với sự tiếc nuối trong lòng leo lên tường thành hắn nhìn thấy được những đứa bé kia là những người hiếm hoi còn sót lại từ đế thành nguyên thủy sau khi trận chiến này qua đi bọn nhỏ đều khóc lớn, buồn bã như muốn chết. Đừng khóc nữa, sau này ta chính là người thân của các ngươi. Hạ giới có một nơi rất cực lạc đó, có một địa phương được gọi là Thạch Thôn, nơi đó sẽ chính là nhà của các ngươi. Thạch Thảo bước tới rồi vò vò đầu của những đứa nhỏ này. Đám người này lớn có 14-15 tuổi mà nhỏ thì còn chưa đứng vững, tất cả đều là cô Nhi, là đời sau của chiến giả. Ngươi sẽ về hạ giới sao? Thanh Y quay đầu nhìn về phía Thạch Thạo trong lòng khẽ rung lên. Chán rồi, mệt rồi, ta muốn trở về. Sau khi trận chiến này kết thúc, thì ta cũng nên trở lại chúng từng nuôi dưỡng ta. Thạch thảo đáp: Đúng vậy, Thạch thảo rất mệt mỏi, không riêng là thân thể mà còn cả tâm linh. Từ thời niên thiếu bước ra khỏi đại hoang, đạp lên trời cao, từ hạ giới lên tới ba ngàn châu, dũng mãnh xông thẳng một đường. Trải qua quá nhiều khiến cho lòng hắn có chút mệt mỏi, có chút thương tâm hắn rất muốn trở lại thạch thôn nơi tràn ngập tiếng cười niềm vui trên tường thành rất nhiều người trầm mặc không biết khuyên nhủ như thế nào cho phải bởi vì bọn họ thấy được và cũng biết được khi tội châu bị tóm đi thì hắn đã gào thét hòng cứu lấy cô gái đứng bên trong hỏa tang lâm thế nhưng vẫn không cách nào cứu vãn được tình thế Đại ca. <laughs> một đám trẻ nhỏ gào khóc trên tường thành chúng rất bi thương vô cùng đau khổ ngày hôm đó chính là một ngày tối tăm nhất của bọn chúng, người thân đều đã chết hết rồi. Thạch Hạo thu hồi tâm tư đau buồn rồi cố gắng nặng ra nụ cười tươi và ôm lấy những cái đứa nhỏ này, bọn chúng mới là đáng thương nhất. Đừng khóc nữa, đừng đau thương nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Chờ tới một ngày, chờ tới khi các ngươi trở nên mạnh mẽ thì ta sẽ dẫn các ngươi đi chém bay đầu an lang để báo thù cho người thân. Thạch Hạo lên tiếng, đám trẻ nhỏ lâu đi nước mắt, thế nhưng âm thanh phát ra lại rất lớn và cũng rất chỉnh tề. Ta sẽ dẫn các ngươi tới một nơi cực kỳ huy hoàng. Thạch Thảo nói nhỏ và cũng rất bình tĩnh, thế nhưng lại rất mạnh mẽ. Không ít người đứng ở trên tường thành này đều giật nảy mình. Dòng dõi tội huyết lại muốn rội sáng ra hào quang như thế nào đây? Tất cả mọi người đều chứng kinh ở trong lòng. Có không ít cường tộc cảm thấy không yên trong lòng bởi vì có một vài gia tộc từng tham dự qua chuyện này. Muốn đi thật sao? thanh y cũng hỏi và những người khác cũng tiến lên nhìn thạch hạo ai cũng muốn khuyên bảo thế nhưng chẳng biết mở lời ra sao thạch hạo phóng tầm mắt nhìn về xa ngọn lửa nhân quả của thiên uyên vẫn cuồn cuộn ngăn cách tất cả tòa thành trì kia cũng không bao giờ lại xuất hiện nữa nó đã bảo vệ lâu như vậy rồi tóm lại cũng sẽ kết thúc rất nhiều người ở trên tường thành đều quan sát và cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng vì vực xung kích nhiều năm qua tất cả cũng đều do cái tòa thành phía trước nhất kia chống đỡ nếu như không có nó thì đại quân sớm đã tiến qua rồi. Bị tấn công nhiều năm nên nó không cách nào kiên trì được nữa. Chỉ còn sót lại một vị vương cuối cùng và nhất định sẽ ngã xuống ở nơi đây. Có thể kiên trì tới đời này cũng đã rất không dễ rồi. Dương bất hủ đã phải trả cái giá cực đắt rồi. Bọn họ cũng sẽ phải tu dưỡng rất nhiều năm. Có người đứng ở trên tường thành nói. Hoàn toàn chính xác. An Lan, Du Đà đã đánh đổi cái giá cực lớn chỉ cần đi vào thiên uyên thì sẽ phải chịu lấy sự ăn mòn tựa như là nguyên rủa Loại ảnh hưởng ấy mà kéo dài thì cũng sẽ bị sức mạnh nhân quả ấy bao phủ trong rất nhiều năm. Chính vì việc này nên lần trước cũng chỉ có mỗi an lang phá quan, còn những vương giả khác đều đứng ở phía sau không dám chạm vào một cách dễ dàng. Kết thúc rồi sao? Một trận chiến qua đi và có thể giữ lấy được hòa bình trong mấy trăm năm, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa có người than nhẹ mang theo cảm khái vô tận cùng với vui mừng khó tả. Thiên Uyên rung lên bần bực, biển pháp tắc đỏ rực như máu sụt sôi. Một thanh binh khí cổ đầy khiếp người muốn chém rách nơi ấy, hồng tạo ra một con đường qua đây. Một thanh chiến kích to lớn đầy lạnh lùng chém thẳng Thiên Uyên, hồng mở toàn nó ra. Cảnh tượng này quá đột ngột và cũng rất khủng khiếp. Thiên Uyên rung lên bần bực, biển pháp tắc sôi trào, sóng biển màu đỏ ngập trời, toàn bộ sa mạc vô ngừng rung rẩy theo. Đặc biệt là cái luồng khí tức ấy, dù có thiên uyên ngăn cách cộng với sự ngăn cản của đế quan, thế nhưng vẫn khiến tim người ta đập thình thịch, linh hồn lạnh rung. Tất cả mọi người đều cho rằng đại chiến đã kết thúc, tạm thời được yên ổn vài ba trăm năm, thế nhưng chỉ vừa mới xoay người lại mà đã có một thanh đại kích bá chủ tuyệt thế chém nhanh tới. Rất nhiều người kinh sợ, đây tuyệt đối là do vương bức hủ xuất kích, nếu không tại sao lại mang theo sức mạnh khủng khiếp như vậy? sao lại như vậy chứ bọn họ lại muốn tiến công sao rất nhiều người ngay dạy, lạnh toát từ đầu tới chân rảnh trời chuyên nhằm vào cường giả cái thế khiến cho bọn họ khó có thể vượt qua đây được muốn tới thì cần phải trả cái giá cực kỳ lớn khi đế thành nguyên thủy nổ tung sau khi phong vương giả duy nhất hóa thành mưa ánh sáng và hòa vào trong thiên uyên thì sức mạnh kia lại càng thêm kinh người hơn thiên uyên đã trở thành cấm địa trước đây không lâu an lan vừa mới xông qua thì cánh tay đã hóa thành xương khô rồi Đặc biệt là cái loại ảnh hưởng ấy vẫn tiếp tục kéo dài. Trong mấy trăm năm sau khó mà nghịch chuyển được. Hoàn toàn uy hiếp tới vương bất hủ. Lực sát thương ấy đã được chứng thực. Thế nhưng lúc này sao lại có người đi mạo hiểm chứ? Đây là một thanh chiến kích bằng đồng đầy cổ xưa và cũng rất nặng nề cắt lìa thiên uyên. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì biên giới của biển trực tự sẽ bị cắt đứt. Từng vệt sáng lộng lẫy lưu chuyển, ánh đỏ vô tận sôi sáng. Hải dương pháp tắc màu đỏ nhấn chìm lấy thanh đại kích ấy đại kích bằng đồng lạnh lẽo vô cùng nằm im nơi đó mặc cho xích thần trực tự xung kích mặc cho biện pháp chỉ ăn mòn thì nó cũng chẳng hề nhúc nhích mảy may sát cơ lan tỏa tất cả mọi người đều dựng đứng lông tóc thanh binh khí này là của ai người đó muốn đích thân qua đây sao trên tường thành đế quan liền im ắng như tờ việc này hoàn toàn khác hẳn với trong tưởng tượng của bọn họ chiến đấu còn chưa kết thúc Thiên Uyên đã hoàn toàn kích hoạt quy tắc có thể ăn mòn nhưng bất hủ vì sao hắn phải mạo hiểm như vậy có người rung giọng gần như tuyệt vọng nói đại kích chấn động hồng đột phá thiên uyên muốn chém thẳng qua đây tạo nên sát kiếp ngập trời lôi điện tuôn ra khắp nơi Xoàng xoạt ngàn tỷ ánh đỏ vô tận ánh sáng ký hiệu đỏ ngòm cháy hừng hực những chìm đè ép đại kích tuyệt đối không cho phép nó phá tan cái tấm mạng lớn màu máu này thiên uyên đã mạnh hơn trước đây rất là nhiều, đang phát huy tác dụng. Mọi người mừng rỡ, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sẽ ăn mòn binh khí của hắn sao? Mọi người đang cầu mong và nhìn chầm chầm thiên uyên, hy vọng biện pháp tắt màu máu ấy sẽ hủy diệt vương binh bất hủ này. Vào thời khắc sống còn, nó từng ăn mòn cánh tay của An Lan, huyết nhục tiêu biến, thế nhưng cũng sẽ hủy diệt thanh binh khí này mới đúng. Nhưng mà hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Đại kích bằng đồng không hề tổn hại cái gì cả, nó lại đang phát sáng và chống cự lại thiên uyên, hóa giải đi biện pháp tắc này. Nhưng vào lúc này, đại kích lại lần nữa rung lên bần bực, ép lui phù văn màu máu, đánh văn biển trật tự, khiến cho mọi người chấn động không thôi. Trong giây lát đó, rất nhiều sinh linh đứng ở trên tường thành đế quan đều lạnh lẽo xương cốt, lạnh toát toàn thân, uy thế này ra làm sao, ngay cả thiên uyên cũng không có tác dụng gì sao. Đã, ta biết rồi Hắn là cái kẻ kia Là cường giả cái thế trong truyền thuyết Có người rung giọng nói Kèm theo sắc mặt trắng bệch Hắn nói ra một cái tên Thế nhưng lại không dám nói liền những cái chữ này với nhau Bởi vì hắn không muốn dẫn tới nguy hiểm Vương bức hủ nắm giữ năng lực cái thế khó lường Nếu như hô ra tên gọi Thì bọn họ sẽ có thể hiện ra ngay lập tức Không gì sánh được Tuy rằng có thiên uyên ngăn cách Thế nhưng người kia vẫn không dám nói ra tên tuổi đầy đủ Vô thương Thế nhưng mọi người cũng biết được sinh linh kia là ai, vô thương với tiếng tâm lừng lẫy. Liên quan tới vị vương giả cái thế này thì có rất nhiều truyền thuyết, dù cho là ở dị vực thì cũng khiến người ta sợ hãi, người người sung rẩy. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ và cũng quá lâu đời, nghe nói bối phận của hắn còn cao hơn cả một số vương bất hủ, địa vị tôn sùng đáng sợ của đáng sợ. Gia tộc vô thương là một trong những đế tộc cổ xưa nhất. Vô thương chính là tổ tiên của tộc này và vẫn còn sống, Sống qua không chỉ mỗi một kỷ nguyên, pháp lực cái thế, vô địch thiên hạ là một nhân vật không tài nào sánh được. Hắn cầm chiến kích bằng đồng trong tay, được mệnh danh giết khắp thế gian không địch thủ. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Lúc này một vị trí tung trong đế quan khẽ rung động, dù cho thần sơn có vỡ nát ngay trước mặt thì lão cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt, thế nhưng lúc này lại mất tự nhiên như vậy. Vô thương, hung danh quá lớn, trận chiến tiên cổ khi xưa, hắn chính là một kẻ giết chóc đánh vỡ đi sự cân bằng miễn dịch pháp luật vạn pháp bất xâm đây chính là cái chị dương giả vô địch kia có người thở dài vô thường có tiếng tầm quá lớn uy danh của hắn vàng khắp cổ kim tới cấp độ nhất định thì ai cũng đều biết tới sự huy hoàng của hắn bởi vì bí thuật của cái bộ tộc này quá kinh người và quá bá đạo có thể nói là cái thế tuyệt luân thần thông miễn dịch vạn pháp bất xâm đây chính là thứ khiến hắn kiêu ngạo trước mọi người trời sinh bất bại không ai có thể sánh cùng. Lúc Thạch Hạo đối mặt với những người cung cấp thì cũng có thể phát huy được miễn dịch pháp lực, thế nhưng thời gian lại có hạn, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mà hắn vẫn luôn biết cái loại bí pháp cái thế này vô cùng nổi danh ở dị vực và bắt nguồn từ một đế tộc cổ xưa, chính bọn họ là người nắm giữ phương pháp này. Hiện giờ đã thực sự trông thấy Vương Bất Hủ vô thượng tự mình lấy ra binh khí, chẳng trách đại kích bằng đồng kia không hề bị ngăn cản, có thể vắt ngang trong thiên uyên, thậm chí còn muốn chém ra một đường để vượt sang dưới này. Đây chính là binh khí của vô thương, tất nhiên có thể sở hữu miễn dịch pháp tắc. Lẽ nào đế quan sẽ bị phá tan sao? Có người nhanh chóng tuyệt vọng, cảm thấy bầu trời của nhân sinh lại u ám như vậy rồi. Cái gọi là miễn dịch pháp lực, vô hiểu đi thần thông cũng chỉ là tương đối mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Ít nhất thiên uyên đã ngăn cản lại được, không hề cho đột phá qua đây, Mạnh Thiên Chính mở lời, nãy giờ hắn luôn trầm mặt. Chính xác, nếu như có thể miễn dịch mọi thần thông thì hắn đã sớm xuất kết rồi, cần gì phải chờ đợi nhiều năm như vậy chứ, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Có người gật đầu, mọi người tỉnh táo lại biết mình đã bị dọa cho chết khiếp. Nếu như biển trực tượng màu đỏ kia hoàn toàn vô hiệu với hắn, chắc chắn vị vương giả này đã sớm vượt ải này rồi. Xem kìa, đại kích bằng động xuất hiện vết nước rồi kìa, có người biến sắc nhìn ra được cái mạng này. Quả nhiên phía lưỡi kích xuất hiện vết nứt đầy bắt mắt. Trước đây không lâu, hắn cũng không hề tiến vào thiên uyên, không hề bị ăn mòn như ăn lan. Cho nên lúc này lại càng không đẩy bản thân vào nguy hiểm đâu. Mạnh thiên chính nói, rất nhiều người nghe như vậy thì thầm thở dài một hơi. Nhưng mà ngay khi mọi người cảm thấy như trút được gánh nặng thì thiên uyên rung lên bần bật Đại kích phát sáng, sức mạnh mênh mông khó lường sôi trào mãnh liệt chấn động cả trần thế. Đố lọ! Không ổn rồi, nó đang tạo ra một con đường là muốn đưa mộ Dĩ bất Khổ giả sang sao?" Mọi người biến sắc, cũng chấn kinh ở trong lòng. Bên trên đại kích có một sinh linh đi tới, uy áp ngập trời, không phải là vương bất hủ thế nhưng lại vượt qua đỉnh cao của sức mạnh nhân đạo, khiếp người tới cực điểm. Sinh linh bất hủ là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ nếu như phân chia cấp bậc như bên cửu thiên này thì đó là một vị chân tiên. Trời ơi, lại là một vị cao thủ cấp tiên đạo. Như vậy thì làm sao chống lại được đây? Mấy người sợ hãi, hoàn toàn vỡ trận. Tới cuối cùng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc thì lại có sinh linh bất hủ vượt qua đây. Mọi người biết, đó là do vô thương gây nên, dùng binh khí mở đường, cùng tổ thuộc thiên phú cái thế của hắn để chống lại Thiên Nguyên, không bảo vệ cho một sinh linh bất hủ vượt ải phá tan đế thành. Đường đại bên phía Cửu Thiên này đã thiếu đi chân tiên, mà một sinh linh bất hủ như vậy thì đã đủ nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng mà khi hai chân của hắn rời khỏi chiến kích bằng đồng và vọt hướng về biên giới Thiên Nguyên thì chợt ho ra đầy máu tươi, lão đảo về sau chứ không thể tiến tới được nữa. Hắn đã thất bại, rất rõ ràng Thiên Nguyên đã ngăn lại. Bởi vì cái vùng cấm địa này vốn là do bất hủ cùng với vương của tầng thứ cao hơn nữa bố trí lên. Trên tường thành đế quan là một mảnh hoang hưu đầu đớn thi thảm cùng với thất bại của kẻ địch lại là may mắn của bọn họ, là huy hoàng của bọn họ. Đáng tiếc là nụ cười còn chưa nở bao lâu thì tất cả mọi người lại nhìn chầm chầm về phía thiên uyên. Không hề có chút tiếng động nào mà chợt có mấy chục bóng người xuất hiện, họ đồng loạt dọc theo đại kích tiến tới từng người với vẻ đáng sợ lạnh lùng tựa như ma thần thoát khỏi gông xiền từ địa ngục trở về đồng thời bọn họ bước ra khỏi thiên nguyên và đi thẳng tới trước đế quan bọn họ không phải là cao thủ tiên đạo không có bất hủ thế nhưng yếu nhất cũng là sinh linh cảnh giới động nhất đó là một vài chí tôn đang xuất hiện trong sa mạc ta biết ngay mà chuyện tình không tài nào kết thúc đơn giản vậy được vẫn còn phải một hồi ác chiến nữa ở đây có người thở dài vương trường sinh kim thái quân đều ở đây và vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ, sẽ phải phát sinh một cuộc chiến chí tôn. Bởi vì thiên uyên có thể trấn áp bất hủ, thế nhưng lại không cách nào áp chế được sức mạnh của đỉnh cao nhân đạo, hoàn toàn giống như trước đây. Đối với nhóm người như bọn họ thì có thể xông qua thiên uyên. Hiện giờ, một nhóm cường giả như vậy lại dắt tay nhau xuất hiện. Hoang! Ngươi có dám chiến một trận không? Bên dưới có người hét lớn, đó là một gương mặt trẻ tuổi, xung quanh còn có một vài sinh linh khác nữa. Trai thì oai hùng, nữ thì kinh diễm. Để tục! Thạch hậu nói ra hai chữ như vậy, rất lạnh lùng và cũng rất vô tình. Ngoài trừ dựa vào cái giọt máu kia thì ngươi còn có thứ gì nữa chứ? Còn dám chiến một trận hay không? Ta sẽ cắt lấy cái đầu của ngươi. Có người khiêu chiến. Cũng trong lúc đó có chí tùng lạnh lùng truyền âm yêu cầu vô địch giả trong đế quan chiến một trận. <laughs> Thạch Hạo nở nụ cười tươi đầy lạnh lùng và pha chút hưng phấn trong con người giấy lên ánh hừng hực. Trước khi đi mà còn có người dân lên từng điểm công lao cho ta sao? Đế tộc, ngươi là đang tự tìm đường chết đó, giết sạch toàn bộ các ngươi vậy? Thạch Hạo ngông cuồng quát lớn. Bên ngoài tường thành đứng một loạt bóng người, tựa như là từng ngọn núi lớn đứng sừng sững nơi đó. Không phải thân hình to lớn mà là khí thế hùng hùng. Mỗi một người đều mạnh mẽ tới đáng sợ đứng nơi ấy, lạnh lùng như vực sâu lạnh giá, tựa như dứt thẳng từ dưới địa ngục lên, dãy khỏi gông xiềng và tái hiện ở nhân gian. Đây là một đám ma thần, từng người đều rất khủng khiếp, sát khí ngập trời. Ra đây đánh một trận nào, sẽ chém bay đầu lâu của ngươi. Người trẻ tuổi dưới tường thành kia lần nữa quát lớn, trong tay giơ lên thiên mâu chỉ thẳng thạch hạo nơi phương xa. Sa mạc rộng lớn vô ngừng, những người này đã ra khỏi thiên uyên và đứng thành hàng phía trước khiến cho hư không vặn vẹo theo, đó là do khí thế đầy mạnh mẽ gây nên. Thiên uyên có thể ngăn cản bước chân của sinh linh bất hủ, thế nhưng lại không thể giam cầm với lĩnh vực nhân đạo. Mọi người đều có thể bước qua. Thạch thảo cười tươi mang theo sát cơ. Trước đây không lâu hắn còn dám chém giết với An Lan, lúc này há lại sợ cái đám người bên dưới chứ. Một số người trên tường thành trầm mặt, bọn họ không hề muốn tái chiến, hy vọng có thể cướp lấy hòa bình trong vài trăm năm, không muốn lại sát phạt nữa. Bởi vì sự mạnh mẽ cùng với hung hãn của dị vực đã rõ như ban ngày rồi. Hiện giờ mọi người đều hy vọng mấy trăm năm sau sẽ có viện quân xuất hiện. Đám cường giả bí ẩn ngày xưa kia sẽ xuất quan đi chém giết. Trước đây không lâu bọn họ còn trơ mắt nhìn cửa thành đế quan bị An Lan hủy diệt. Một bàn tay vụt ngang trời cao khiến cho mấy vạn cường giả chết đi. Loại thảm kịch đó khiến không ít người ớn lạnh sợ hãi đau đớn. Cường giả chết đi kia có người là phụ huynh, là thân nhân của bọn họ, chỉ là một hiện thực tàn khốc đang bày ra trước mặt. Đạo hạnh ở phía dưới kia thấp nhất cũng là sinh linh thuộc cảnh giới độn nhất, còn lại là chí tôn, đều đứng ở đỉnh cao nhân đạo. Mà trong đế quan này có mấy vị chí tôn? Rất nhiều người hiểu tâm vô lực, đạo hạnh kém xa. Dù cho rất muốn giết địch thế nhưng lại không đủ tư cách. Ngoài ra cũng có vài người cảm thấy bất an trong lòng, sinh linh bất hủ kia sẽ tới sau. Nên biết đại kích bằng đồng kia nằm ngang trong thiên nguyên, muốn xây dựng một con đường để đưa tu sĩ cấp bậc tiên đạo xông qua. Mà bên trên đại kích kia lại có một sinh linh bất hủ đang chần chờ. Mặc dù không cách nào xông qua thiên nguyên, nhưng ai mà dám đảm bảo hắn sẽ không qua đây được chứ? Trời chắc chắn rằng hắn không trả giá bằng máu thâu đâu, cơ bản không thể nào qua đây được. Thiên nguyên đã phong tỏa biên hoang, bất hủ giả không cách nào đặt chân qua đây được. Mạnh Thiên Chính nói Dạng nhất hắn qua đây được thì sao Kim thấy Quân mở lời Nếu như hắn bất chấp tất cả để trả giá mà qua đây Thì ta có thể kém hắn Mạnh Thiên Chính lên tiếng Lần này tựa như đốt cháy ngọn lửa trong lòng mọi người Từ khi bắt đầu cho tới hiện giờ Tuy rằng đế quan chưa hề bị công phá Thế nhưng mọi người lại rất áp lực và đầy thấp thởm Mạnh Thiên Chính vừa nói ra câu này Thì khiến cho rất nhiều người run rẩy luồng máu trong lồng ngực lại đang nóng dần lên và sụp sôi không ngừng. Diệt bọn chúng! có thông lĩnh hét lớn <laughs> một đám bại trận thì cũng chỉ biết rụt đầu rụt cổ trong thành mà thôi xem chúng ta phá quan như thế nào nè giết sạch toàn chúng bên dưới tường thành trận có chí tôn hét lớn vốc người trung đẳng thế nhưng lại mang theo khí thế khiếp người vô cùng tựa như là một tòa ma sơn trấn áp thiên địa mênh mông đứng sừng sững ở phía trước tường thành người này có mái tóc màu xanh trên trán có một ít đạo tắc cùng hoa văn kèm theo khí hỗn độn sức mạnh kinh khủng tản ra ngoài. Trên người hắn là bộ giáp trụ màu xanh mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ Tôn là một tu sĩ mạnh mẽ tới phi thường, đứng ở trên đỉnh cao nhân loại, có thể dõi mắt trông xuống quần hùng đế quan bên này. Sau lưng hắn xuất hiện một chiếc túi da được luyện chế từ hơn vạn tấm da thú, có thể phun nút vạn vật, có thể phá tan kết giới, loại bỏ hào quang tiên đạo. Chính là cái túi càng khôn, vốn là thuộc về cửu thiên nhưng sau này lại thất lạc vào tay dị vực trở thành lợi khí giết người cho bọn họ. Binh khí tiên đạo này bắt nguồn từ cửu thiên, thành ra không bị thiên nguyên cản trở cho nên mới có thể mang qua đây được. lâu tường thành đế quan sụp đổ, tường thành rạn nứt, quả thực đây chính là cơ hội tốt nhất để phá quan. Nếu như lấy cái túi càng khôn đánh giết thì nói không chừng rất có thể sẽ trăm nghìn vạn đại quân của dị vực tiến quân sang được bên này. Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh, vốn cho rằng cuộc đại chiến đã kết thúc, tình huống bết bát nhất là bế quan không ra ngoài, tử thủ tới cùng thì có thể giữ vững. Nhưng mà giờ nhìn lại cơ bản không đẹp đẽ như vậy. Không những nguy cơ vẫn còn mà còn rất không ổn nữa. Đám dùng dế, tòa thành này mà bị phá thì các ngươi cũng sẽ mất mạng mà thôi. Tàn sát sạch thành này, giết trọn toàn bộ. Một vị trí tôn khác lên tiếng. Hắn với một thân giáp trụ màu đen lấp lánh ánh đen, vóc người khỏe khoắn tựa như là một con hát lông với khí tức bàn bạc, đứng sừng sững nơi ấy và nhìn về phía bên này lại là một vị chí tôn bên trên đỉnh đầu có một chiếc tử kim chùì tuy rằng không đầy đủ thế nhưng lại tản ra khí tức tiên đạo lưu chuyển sức mạnh vô thượng rất nhiều người đứng ở trên tường thành nhễ nhại mồ hôi thân thể lạnh lẽo bên dưới tường thành đứng một loạt sinh linh mấy chục bóng người không chỉ độn nhất mà là chí tôn mới là chủ lực là những cao thủ mà những tu sĩ đế quan cũng phải thán phục đồng thời những người này cầm trong tay tiên binh nữa có thể ngăn cản được sao có dám đánh một trận không bên dưới có người cười lớn đầy ngông cuồng xem thường toàn bộ tu sĩ trong đế quan dù cho trước đây không lâu an lan đã chịu đôi chút thiệt thòi gặp phải sự ngăn cản không cách nào tưởng tượng được ngay trước đế quan này thì sinh linh của dị vực vẫn tràn đầy lòng tự tin bởi vì bọn họ biết đó là điều ngoài ý muốn đại pháp hán hóa tự tại đã biến ra sinh linh không thuộc về thời không này phù dung chớm nở chung quy sẽ biến mất hiện giờ bọn họ bắt đầu phá quan ai có thể ngăn cản đây sau lưng bọn họ có sinh linh bất hủ đang ngó nhìn còn có cả vô thương, du đà, an lan tỏa trứng, ai có thể chống đỡ chứ, không một ai có thể ngăn cản. Dám lú đầu ra đây, ta giết sạch các ngươi. Bên trong sa mạc vô ngừng, dù cho là những gương mặt trẻ tuổi kia cũng đều đang khiêu chiến, chỉ rõ toàn bộ tu sĩ trên tường thành. Nếu như chỉ mỗi mình chí tôn thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay cả nhân vật tiểu bối mà cũng dám gây hứng, hàm hồ, khiến cho một ít thống lĩnh trên tường thành tức giận, ước ao có thể lao xuống chém giết cho thực sản khoái, Thế nhưng mà cái được gọi là tiểu bối kia thực lực cũng chẳng hề yếu chút nào. Quả thực đều có thể gọi là đại cao thủ. Đều đang ở cảnh giới đụng nhất cả. Lúc này phía trước đế quan lại có ánh sáng binh khí lóe lên. Cũng là tàn khí thế nhưng lại mang theo hào quang tiên đạo. Đông dạng cũng muốn tiến công đế quan. Tình thế vô cùng nguy cấp. ta à, chiến một trận? Mạnh thiên chính mở lời. Trên tường thành liền yên tĩnh lại. Mạnh thiên chính muốn ra khỏi thành, muốn nên chiến như vậy là rất nguy hiểm. Rất nhiều người đều hiểu rõ nếu muốn bảo vệ đế quan thì cần phải liều mạng, bởi vì đối phương đã vận dụng binh khí tiên đạo, rất có thể sẽ phá tan cái bức tường thành đã xuất hiện vết đứt bên trên kia. Dù cho tiên trận trong thành đã được kích hoạt, thế nhưng hơn phần nữa vẫn gặp phải nguy hiểm. Mạnh thiên chính muốn đi hóa giải tay ách, muốn chống địch đang đứng trước tòa thành kia. Công! Thà Thạch hạo lên tiếng rồi nhanh chân bước về trước. Hắn là người đầu tiên đánh vỡ sự yên tĩnh, muốn ra khỏi thành chiến một trận. Tất cả mọi người đều ngó lại, hoàn toàn chính xác. Trước đây không lâu Thạch Hạo đã lập xuống công lao bằng trời, đã ngăn chặn được An Lan là công lao cái thế. Thế nhưng giọt máu kia đã biến mất mà hắn còn muốn xuất quan để chiến một trận sao? Không sợ chí tôn của dị vực tới ngăn cản và giết chết sao? Mạnh thiên chính thang nhẹ, hắn không muốn mang Thạch Hạo ra ngoài vì sợ thiên tài này sẽ bị giết chết ngay trước đế quan. Thế nhưng cũng không khuyên bảo gì cả vì hắn tự có quyết định của mình vào thời khắc quan trọng thì sẽ đuổi thạch hạo về lại đế quan dù sao phía đối diện kia cũng có một vài người trẻ tuổi xuất kích có thể để hoàng lên trước cũng được ở lại thủ thành không tốt hay sao kim thái quân mở miệng bà không thể không nói bởi vì chí tôn trong thành có hạn cũng chỉ có vài người mà thôi và bà là một trong số đó được rồi đã bị ép tới một bước này rồi thì ta cũng muốn chiến một trận Vương Trường Sinh với dáng dấp của một người thiếu niên đẹp trai tuyệt luân lên tiếng. Rất nhiều người giật mình, dù cho là Thạch Hạo cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong mắt Thạch Hạo thì Vương gia cùng Kim gia đều đáng ghét như nhau, thậm chí hắn còn nghi ngờ bọn họ có ý đồ xấu nào đó nữa. Thế nhưng hiện tại Vương Trường Sinh lại muốn ra nghênh địch. Ta cũng muốn đi. Một ông lão lên tiếng, ngày thường đều ẩn cư ở tổ đàn trong thành, là vô địch giả bên trong đế quan và hiện giờ muốn xuất thủ tiếp đó lại có một ông lão bước lên muốn dương kích chiến địch thủ. Việc này khiến cho người khác kinh ngạc, bởi vì không một ai biết lão là ai cả, vả lại còn là một vị trí tôn luôn ẩn mình. Kim thấy Quân nhíu mày, thế nhưng không thể không cất bước được. Người khác đều muốn rời khỏi thành để nghênh chiến, bà là một trong số ít chí tôn nơi đây thì không có lý do gì để lùi bước được cả. Chúng ta cũng đi! Một ít đại thống lĩnh quát lớn muốn đi theo ra khỏi thành bên trong đám người ngoài thành kia cũng có tu sĩ cảnh giới đủ nhất đạo hạnh xây xích không nhiều so với những thống lĩnh trong thành này cho nên những người này cũng muốn xuất chiến thách thảo tiếp kiếm thay thanh y la lớn trả kiếm thai đại la lại để cho hắn phòng thân xoẹt một mảnh hào quang lấp lánh những người này xuất quang và tiến vào trong sa mạc vô ngừng <laughs> các ngươi vậy mà cũng dám ra luôn hả đây chẳng phải là muốn chết sao có người cười ha hả đầy ngạo mạn giây lát đó trong thiên địa hừng hực sát khí gió mạnh cuồn cuộn một đám sinh linh của dị vực ánh mắt lạnh lẽo tựa như là những con giả thú tập trung vào con mồi ai nấy đều nhìn chầm chằm nơi cửa thành ta đã nói rồi nếu như muốn quyết chiến như vậy thì những cao thủ mà các ngươi tự xưng hô kia đều là gà đất chó sành mà thôi tất cả sẽ bị chém sạch sành xanh có người của dị vực khinh bỉ mang theo thần thái lộ liễu lên tiếng lời nói rất là ngông cuồng hoàn toàn chẳng để tu sĩ của đế quan vào trong mắt cái gì cả. Chúng ta cũng tay. Bên trong thiên nguyên có một ít người bước ra, từ già tới trẻ chẳng hề thiếu ai, tất cả đều là cao thủ. Có người thạch hạo những biết được và cũng có người xa lạ. Có vài người với cặp mắt thèm khác nhìn chăm chăm thạch hạo, tất cả tới đây đều là vì hắn, mục đích là săn giết. Người trẻ tuổi nè, may mắn sẽ không bám trên người của người nữa đâu, đã tới đây rồi thì cũng không nên trở về nữa có ông lão lạnh lùng nói đó là chí tôn ngay cả đám nhân vật như vậy cũng muốn xuất thủ đánh gục thạch hạo không cho hắn cơ hội trưởng thành tới đây nào trước hết cho ta mượn đầu lâu của ngươi chơi một lát vậy mạnh thiên chính lên tiếng rồi chỉ thẳng mặt cái tên chí tôn kia tên nào muốn giết ta thạch hạo hỏi dò ta ta giây lát đó một đám sinh linh đứng trước đế quan lên tiếng từ già tới trẻ thậm chí là cả chí tôn cũng không hề che giấu cái gì nữa ai cũng muốn chém giết thạch hạo nếu muốn giết ta thì cũng nên rửa sạch cái cổ của mình trước thì hơn sau đó thì bò lại đây nha thạch hạo khiêu khích khiến tu sĩ của đế quan trận tròn con mắt xoẹt một tiếng bên trong đế quan lại có một vài người ra ngoài đi vào bên trong khu chiến trường này trong nhóm này có một ít người trẻ tuổi đều là những con cháu tinh anh ở trong đế quan ngồi ra đây làm gì Kim Thái Quân nhíu mày bởi vì bà phát hiện ra Kim Triển. Con cũng muốn chiến một trận với cái đám đối diện kia. Kim Triển lên tiếng. Hắn có gút mắt trong lòng, ngày đó thua trong tay Thạch Hạo nên vẫn luôn khát cầu một trận chiến để chứng minh bản thân. Hoặc là hôm nay chính là trận chiến cuối cùng ở biên hoang này. Thạch Hạo đã lập xuống đại công hiển hách nhưng hắn cũng chưa một lần ra tay, chưa từng đại chiến với sinh linh dị vực. Nếu như cuộc chiến biên hoang này kết thúc và cứ như vậy trở lại cửu thiên, vậy hắn còn mặt mũi gì nữa? hắn vẫn luôn được coi là thế hệ trẻ tuổi đầy kiệt xuất được kim gia coi trọng và bồi dưỡng như người tướng lĩnh nếu không phải bị thạch thạo dương kích thì tương lai sau này chắc chắn sẽ trở thành người chỉ huy các cường giả trẻ tuổi trong thiên hạ hiện tại hắn muốn chứng minh chính mình muốn tiến hành một hồi đại chiến đỉnh cao ngay ở đế quan này vương hy cũng xuất hiện áo trắng tung bay bước vào trong sa mạc vô ngần ngoài ra đám người như thác cổ ngự long thập quan vương trích tiên đại thu đà tiểu thiên vương đều tới những nhân vật thiên kiêu của đương đại cũng muốn tiến hành trận chiến cuối cùng này. Sự hiện diện của những người này cũng không hề khiến dị vực coi trọng gì cả. Trái lại, trong mắt của vài tên cường giả trẻ tuổi của đế tộc, càng bốc lên chùm sáng tựa như sói đói nhìn thức ăn tươi ngon. Lãnh mắt thèm khát cũng hưng phấn, muốn đại khai sát giới. Tu sĩ của đế quan đi ra càng nhiều thì càng khiến phía đối diện càng thích thú, bởi vì nếu như diệt sạch thì có thể khiến cho cửu thiên tiến về hướng hủy diệt nhanh hơn giết chết chi tôn sau lại chém tép nhỏ vậy một ông lão lên tiếng trong mắt của hắn thì những người trẻ tuổi cùng với trung niên không tính là cái gì cả chỉ cần chém bay đám người mạnh thiên chính thì đại cục có thể định mặc dù là như vậy nhưng bọn họ cũng không hề dám manh động bởi vì song phương đều có tiên khí nếu như liều mạng thì đôi bên cũng chẳng dễ chịu gì là sức mạnh khiến người ta kinh sợ vẫn nên bắt tép nhỏ trước thì hơn Giảng bối muốn ra tay giết sạch cái đám đế quan Gọi là kỳ tài ngút trời Bóp chết toàn bộ con cháu tinh anh Phía đối diện có người ngang tàn lên tiếng nói Đó là một người trẻ tuổi Từng đứng trước thành lớn khiêu chiến Dùng thiên mâu ở trong tay chỉ thẳng về phía hoang Mái tóc tung bay Ánh mắt lạnh lùng Đây là một trong những sinh linh đế tộc Và là cao thủ cảnh giới độn nhất Tới đây là vì thạch hạo Mặc dù là đại tu sĩ cảnh giới độn nhất Thế nhưng khuôn mặt hắn lại vô cùng trẻ tuổi <laughs> Vẫn nên để ta tới trước thì hơn Để chính tay ta chém giết cái mà đế quan gọi là thống lĩnh Thật sự là rất trướng mắt khi thấy cái đám này đó Một vị trung niên lên tiếng Ánh mắt mang theo vẻ hung ác Mái tóc dày đặc tựa như thác chảy Hắn đứng lơ lửng ở trên không nhìn xuống phía đối diện Chí Tôn không hề nói lời nào Cứ để mặt cho bọn họ ngông nghênh Tu sĩ của đế quan vô cùng căm tức Đám người này quá kiêu ngạo Chẳng hề đặt ai vào trong mắt cả Mạnh thiên chính thở dài Tuy rằng đế quan đi ra không ít người, thế nhưng nếu như muốn quyết đấu thì hơn phân nữa sẽ bị thiệt thôi. Hắn muốn ngăn cản, không muốn những người trẻ tuổi cùng với trung niên của phía mình ứng chiến. Nhưng mà có thống lĩnh thẳng tính, thà rằng chết trận chứ không hề lùi bước, thét dài bước ra khỏi hàng. Nếu như sợ chết thì bọn họ đã không ra khỏi đế quan. Những người dám ra đây thì đã không màng sinh tử rồi. Thương sắc của Mạnh Thiên Chính trở nên nghiêm túc, muốn để cho những thống lĩnh này về lại đế quan Ta chỉ muốn chiếm một trận Chứng minh huyết tính của ta vẫn còn Dù cho không địch lại thì cũng phải dũng cảm chiến một trận Các tộc trung đế quan sẽ không quốc phục Huyết chiến tới cùng Một vị thống lĩnh lên tiếng Đồng thời nhanh chân tiến lên Người phía sau há miệng như muốn khuyên can hắn Nhưng mà sau đó cũng chỉ là trầm mặt không nói gì Tu sĩ của các tộc trên đế quan im lặng, thiên địa trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều biết hắn muốn làm cái gì, dù cho chết cũng không cúi đầu trở thành người tiên phong cho các bộ tộc trong đế quan đang do dự kia dùng máu để làm rọi sáng chí hướng khiến cho những tu sĩ do dự thấp thỏm trong đế quan đứng lên bỏ đi sự rụt rè mà thay vào đó là kích thích huyết tính có người cho rằng hắn rất ngu thế nhưng cũng có rất nhiều người với tâm trạng phức tạp cùng chứng kinh trong lòng ánh mắt của không ít tu sĩ các tộc không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là hừng hực hoàn toàn chính xác việc này đã kích thích rất nhiều người ở trong đế quan <laughs> thì đối diện có người ngông cuồng cười lớn với vẻ khinh bỉ, lời nói đầy ngạo mạn nói Thật là buồn cười mà, ngươi muốn tìm cái chết hả? Vậy thì ta đành thỏa mãn cho ngươi vậy, trong vòng năm quyền, đủ bầm, ngươi thành cặn bã Tất cả mọi người trong đế quan đều tức giận không thôi, bao quát những bộ tộc không muốn khai chiến kia Ai ai cũng đều nổi cơn thịnh nộ, Trả tay đi Muốn vào đế hoàng thì hãy bước lên xác của ta Người không sợ như vậy thì có tới trăm nghìn dạng Các người mỗi lần bước về trước một bước Thì sẽ phải trả cái giá thật lớn Tên thống lĩnh kia bình tĩnh quát Hắn mang theo tâm tình liều chết tới đây Dù cho không địch lại Nhưng lúc này lại khiến người khác không thể không thay đổi sắc mặt Giết yeah. Vị thống lĩnh này xuất thủ Nhất thời thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh Ứng phó toàn lực Thần quang ống ánh lan tỏa giết thẳng về trước thế nhưng đối thủ của hắn rất là mạnh. Người đàn ông trung niên kia tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng tu đạo đã rất nhiều năm, là một cao thủ cao cấp. Nếu không thì làm sao đủ tư cách tới đây cùng với chí tôn chức Thực lực của hắn ở trong hàng ngũ cảnh giới độn nhất cũng là hiếm thấy. Quyền trưởng va chạm tia chớp đang dệt, bóng người tung bay, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng đi kèm ánh máu đỏ rực khắp đại mạc vô ngân này. Bên trong trận quyết chiến này, vị thống lĩnh của đế quan kia quả nhiên không hề địch lại, Quyền trưởng giao nhau lần đầu tiên thì đã bị chấn cho rạn nứt cánh tay, miệng phun đầy máu tươi, nhận lấy trọng thương. Thần mang lóng lánh, cương khí sôi trào. Cuối cùng người đàn ông trung niên của dị vực kia ở trong cái quyền thứ năm đã xuyên thủng tất cả mà ánh sáng phụ văn của cái vị thống lĩnh ấy, một quyền đánh thủng thân thể và kết liễu tính mạng. Đi kèm ánh máu là sự chết trận của vị thống lĩnh này. Hết tập 376. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.